Chào mừng anh chị quay lại với kênh Tiếng Anh Gà Vai nha. Như thường lệ thôi. Xin chúc anh chị có một ngày làm việc, học hành luôn hiệu quả, nhiều niềm vui, đạt năng suất cao nhất có thể. Thì hôm nay là Tiếng Anh Gà Vai xem rõ về chuyện nghề một chút. Cái chuyện nghề là tiêu đề sẽ là trải nghiệm nghề lao công và đánh hô đái. Đấy. Thì đây hôm nay tôi mặc y cái áo lao công ở một cái cơ sở gọi là cơ sở tập gym và là bể có bể bơi tập gym mà là yoga, một cơ sở trên phố cổ, trên phố anh chị nhá. Còn cơ sở địa điểm cụ thể nào thì tôi xin phép không nhắc ở đây. Đây chỉ mang tính chất là trải nghiệm giao lưu với những anh chị đã từng hoặc là làm những công việc chân tay, những cái nghề thấp kém nhất của xã hội như là xe ôm này, lao công này, thợ xây này. Thì hôm nay là cái chủ đề là lao công. Thì tôi là đây là cái trải nghiệm, thì tôi không mang tính chất là phàn nàn hay than vãn, nó chỉ mang tính chất là giao lưu chia sẻ với anh chị em thôi. Và là mỗi cái video tôi làm trên YouTube này cũng kiểu như là một cái cuốn nhật ký của tôi vậy. Khoảng mấy năm nữa tôi nhìn lại, mình có những cái video như thế này đây để nhìn lại, đấy cũng là một cái kỷ niệm, một cái trải nghiệm của mình đấy. Thì hôm nay quay lại chủ đề là trải nghiệm nghề làm lao công đấy. Thì đợt vừa rồi thì tôi cũng nghỉ ship và nghỉ chạy xe ôm, thì là tôi cũng muốn tìm một công việc nào đó cũng thấp kém. Thực ra thì là mình chẳng có bằng cấp gì, thì là chẳng có công việc gì nó nhẹ nhàng và lương cao đâu. Thì tất cả nó chỉ là cái công việc liên quan đến chân tay thôi, liên quan đến chân tay. Thế là tôi có một thằng em nó làm ở đây trước rồi, thì là tôi cũng xin vào đây làm là cái gọi là fitness và yoga đấy, là phòng tập gym ấy. Thì vào đó thì là cái thời gian làm việc là từ 6 giờ sáng đến 14 giờ, có nghĩa là 8 tiếng đấy. Thì là ở đấy có một cái phòng tập gym to và một cái bể bơi dài, và bên cạnh đó là có một cái phòng gọi là cái phòng có toilet, có bốn hố đái này, hai cái toilet và có hai gương to, xong là 50 phòng tắm và hai cái phòng xông hơi, một cái phòng xông hơi nóng và một cái phòng xông hơi mát. Đấy là cái chỗ tôi làm việc. Là thì trong thời gian làm việc thì quanh quẩn ba địa điểm đó thôi, quanh quẩn hai địa điểm là phòng gym và là cái nhà vệ sinh đó. Đấy, thì cái thời gian làm việc thì là từ 6 giờ đến 14 giờ chiều, thì bắt buộc thì tôi phải dậy sớm hơn, vì là đến anh chị biết, anh chị đã sống mà làm việc trên phố của anh chị biết là ăn uống đến rất là đắt đỏ. Ví dụ mình nhiều khi ăn 30.000, 50.000, nhiều khi không no. Thế là tôi quyết định là tôi nấu cơm và tôi ăn sáng, mà tôi ăn buổi trưa tôi mang đi. Thì có nghĩa là 4 rưỡi, có hôm 4 giờ phải dậy rồi, nhưng bình thường là 4 rưỡi thôi. Thì bắt đầu nấu cơm, đánh răng, rửa mặt, vệ sinh các kiểu. Thế là nấu cơm rồi là mua tí thức ăn, ví dụ mua cái xúc xích, là mua quả trứng về, xong mà bắt đầu mang đi. Thế có nghĩa là 4 rưỡi dậy thì bắt đầu 5 rưỡi từ nhà phi xe đấy lên phố cổ, thì mất khoảng 20-30 phút, hơn 20 phút đó. Thì là tôi dậy từ cái thời gian vừa rồi, tôi dậy từ 4 rưỡi. Tôi nhấn mạnh một điều, nó không mang tính chất là chăm chỉ anh chị nhé, nó chỉ là tính chất công việc thôi. Tính chất công việc thì bắt buộc tôi phải dậy sớm, nhưng không phải mang tính chất chăm chỉ. Tôi chăm bình thường thôi, không chăm lắm đâu, nó chỉ mang tính chất là tính chất công việc đó. Thế là 5 rưỡi mình bắt đầu mình đi phi xe đến 6 giờ làm việc. 6 giờ làm việc thì đến là bắt đầu quét này, xong bắt đầu là có cái gọi là cái chổi lau sàn này, bắt đầu phụt bốn hố đái, bùm, sau đó là lau, xong đó là quậy rửa toilet đấy, xong mà lau gương, nói chung là nhiều việc phết đấy, lau gương, sau đó nắm bật cái phòng xông hơi, xông nóng xông mát. Cái phòng xông hơi thì là ở đấy nó có cái bể bơi, thế cho nên là mỗi khi người ta tắm xong hoặc là người ta làm thể dục xong thì người ta phải xông hơi, xong sau đó người ta vào phòng tắm đấy. Thế là sau khi cái thời gian mà tôi đánh dùi toilet, đánh gương xong thì tôi lên phòng tập gym, tôi lau máy. Mà cái chỗ cơ sở này cũng rộng, có 2 tầng mà. Thế cái tầng đầu, cái tầng thứ nhất là thiên về cái tập tạ tay, tạ chân này. Cái tầng thứ hai là về các máy chạy này, máy đi bộ này, xong mà tập tạ này. Đấy, mình lau từ A đến Z, thì lau hết khoảng mấy chục máy đấy. Thế lau thế cũng phải rơi vào khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Từ đầu vào quét phòng gym, sau đó là lau phòng gym, sau đó là lau từng quả tạ một, lau từng cái máy chạy một, lau từng cái, nói chung là lau, sau đó là lau gương ở đấy, có gương có kính mà, lau hết. Đó. Thế là sau đó thì lau xong thì bắt đầu là ăn trưa xong thì bắt đầu là lại đi phụt hố đái lần hai, sau đó là đánh, trước khi về thì phải đánh rửa nhà tắm, mà đấy có 5 cái nhà tắm nam mà, đấy, đánh rửa hết, là 1, 2, 3, 4, 5, thì bắt đầu là pha cái lau sàn với cả lau nhà tắm, cả ít bột giặt vào lau, hay bắt đầu lau, hay bắt đầu là phụt trước khi về thì phụt hai cái phòng xông hơi, xông nóng và xông mát, lau rửa đánh chùi sạch sẽ.
Thì chứ trải nghiệm cái thời gian mà tôi làm như là ở cái đây thì được học được cái gì, thì nếu mà chị để ý thì trên cái chỗ đoạn này trên phố ấy, thì toàn những anh có điều kiện, nhưng mà tôi để ý toàn buổi chiều tôi không biết vì tôi làm ca sáng. Buổi ca sáng tôi để ý những người đến đây toàn toàn 40-50 tuổi trở lên, gọi bằng anh, bằng chú, bằng bác, có người gọi là ông đấy. Rất là có điện, và tôi để ý có người người ta tập 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 đi máy đi bộ này, không mà tập bơi 7 rưỡi 8 giờ đến tập chán chê mê mỏi đến 11 giờ mới về. Đó thì mới biết là nhiều người ta giàu, người ta có đôi khi người ta không phải lao động chân tay mà người ta làm việc vào cái đầu, có nghĩa là 7 giờ đến thậm chí là 11-12 giờ bắt đầu mới về tập, mà tạ tập đi bộ mà tập bơi 2-3 tiếng đồng hồ. Nhưng một cái điều rất là thú vị ở đây là vào cái phòng vệ sinh ấy, mình làm vệ sinh lam mà có nhiều anh vào đấy thì có lúc thì đông thật 3-4-5-7 người thì đéo mặc quần lót, toàn mặc cởi chuồng đi đi nhong 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 ở quanh cái toilet. Không biết là lần đầu tiên là tôi làm ở cái môi trường buồn cười này, là nhiều khi là có nhiều anh đéo mặc quần vào cái phòng tắm với cả cái phòng xông hơi. Thì anh chị bảo để ý nhé, có hai cái toilet này, 4 hố đá này, năm cái phòng tắm và hai phòng xông hơi, nhưng mà cái lối đi bộ nó cũng rộng, đi bộ lên để sấy tóc này đi hoặc là nhỏ mắt này hay là đánh cái gương rất là rộng. Thế là nhiều ông nếu mặc quần cứ đi nhong 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 để quanh cái chỗ cái phòng gọi là cái phòng vệ sinh này. Nói chung phòng nó là phòng vệ sinh thôi, nhưng mà nhiều khi nó còn thơm tho hơn cả phòng mình. Ôi rồi toàn cái mùi nước đánh rửa sạch sẽ, mùi chanh rồi là mùi lau sàn thơm lắm. Nhiều khi mình thấy là nhiều đúng là chỗ có tiền nó khác, mẹ vào thơm tho sạch sẽ hơn cả phòng mình ở thơm đấy. Hay nhiều ông mình để ý, không phải 4 ông nhá, có nhiều 2-3 ông nhiều khi đéo hiểu sao vào mẹ tâm mặc cởi chuồng đi nhong 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 quanh phòng, không là chỉ ngắm gương không, mà có nghĩa là nắm cơ thể, ngắm body của mình trước gương đấy. Nhiều khi làm mình thấy nhiều cái đó lạ mình chẳng nghĩ ra, ngồi ở nhà sao nghĩ ra những cái viễn cảnh, những cái trường hợp thế, làm biết là ôi có nhiều ông cứ nhong 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 mà không mặc quần đi bộ quanh nhưng mà đi nói chuyện, mà nhiều khi người ta chẳng ngại, người ta biết mình để ý, tôi cũng chẳng để ý mà nó cứ đập mắt mình không mặc quần đấy. Tắm xong ví dụ nha, tắm xong không cần khăn tắm, không cần quần lót đi, hay là nhong 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 từ phòng tắm ra cái chỗ sấy tóc ấy, không mặc một cái gì hết, thế buồn cười đấy. Thế nhưng mà nói chung là từ bé là chưa gặp cái trường hợp thế, bây giờ đi làm mình mới biết được đấy. Thì là tôi mới thấy là những cái chỗ sang trọng này, kể cả tập tạ thôi, tập tạ này như 1-2 triệu một tháng hay sao, những cái chỗ sang trọng này thì người ta tụ họp những người giàu, những người có điều kiện. Anh chị bảo trên phố thì toàn những người có điều kiện cả, mà người ta có thời gian. Thực ra thì là người ta đi tập như này không phải là người ta là không làm đâu, người ta chắc người ta quản lý bằng cái đầu của người ta. Thế nên mình thấy được là đôi khi công việc chân tay này kiếm từng những cái đồng lẻ đôi khi rất khó, nhưng mà nhiều người người ta đi chơi nhưng mà người ta vẫn có tiền, rất là nhiều nguồn khác nhau. Thì mình mới học được cái điều như vậy. Đấy là cái trải nghiệm một thời gian tôi ngắn, tôi làm lao công đánh chùi toilet, đánh rửa hố đái, rồi là lau từng quả tạ một, lau cái phòng gym, rồi đánh sàn, xong là có cái loại sumo này rồi đánh sạch lắm, tôi cho một tí trắng trắng vào rồi đánh sàn, đánh những cái rỉ, hen rỉ, mốc miết các kiểu, đánh tí là sạch bông kinh kít đấy. Có nhiều cái loại hóa chất sợ, thế cho nên là tay đợt này nó cũng bị sần xiết các kiểu. Nói chung tay tôi đợt vừa rồi cũng tiếp xúc nhiều hóa chất cho nên hạn không nhận, tay lúc nào cũng khô ráp. Thế cho nên là cái video này chỉ mang tính chất là chém gió, trải nghiệm giao lưu những anh chị thôi, chứ không mang tính chất là khoe khoang hay phàn nàn than vãn gì cả. Tức ra nghề lao công là cái nghề đáy của xã hội, lao công này thách bữa thợ xây xe ôm, nó chẳng có gì đáng để khoe khoang. Nó chỉ tôi chỉ làm YouTube thì nó mang tính chất là chia sẻ giao lưu với những anh chị quan tâm đến những cái công việc. Nó thì làm những công việc như này thì tôi vẫn có thời gian học ngoại ngữ được, vẫn có thời gian làm YouTube này, vẫn có thời gian đi bán sách được. Thì nói chung là thì tôi vẫn duy trì thôi. Tôi cảm thấy là lao động là vinh quang, nó chẳng có gì xấu hổ cả. Thì tôi là thằng đàn ông thế thôi. Tôi biết là nhiều người có cái tính sĩ diện chứ, thằng nào cũng có sĩ diện. Nhưng đối với tôi thì sĩ diện tùy từng cái thôi. Cái này nó chẳng có gì là xấu hổ cả. Thì tôi thực ra thì là tiền là một cái phần rất là quan trọng. Ai bảo tiền không quan trọng thì người ta có một cái chỗ dựa rồi. Hoặc là người ta có chỗ, có người khác người ta lo cho rồi. Tiền rất là quan trọng. Nhưng bên cạnh đó làm những cái công việc dưới đáy của xã hội này thì tôi có tiền một phần, nhưng mà tôi có thêm những cái trải nghiệm. Nhìn về những cái khía cạnh khác nhau của cuộc sống, về công việc khác nhau, về cái lối sống, về cái những cái công việc lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, rất là thú vị anh chị ạ. Thế là trải nghiệm tôi một thời gian vừa rồi, tôi làm lao công đánh rửa hố đái, đánh rửa toilet.
lao công. Thế chính vì thế tôi mặc áo này nó không phải để gọi là làm màu anh chị ạ, nó chỉ mang tính chất là đúng tính chất công việc, thời gian mình trải nghiệm thôi đấy, để chia sẻ với anh chị nào quan tâm đấy. Thế anh chị thấy video vui vui bổ ích thì hãy nhớ bấm like bên dưới anh chị nha, và nhớ bấm ding bên dưới để theo dõi những clip của tiếng Anh của Grabbyte tiếp theo. Xin lại một lần nữa xin chúc anh chị có một ngày làm việc đầy niềm vui, hiệu quả, nhiều năng lượng, nhất là học ngoại ngữ, vì là tôi làm chủ đề liên quan ngoại ngữ mà, học ngoại ngữ luôn hiệu quả anh chị nhá. Chào anh chị.